Andorra, quốc gia bí ẩn giữa lòng Liên minh châu Âu. Andorra là cái tên có thể xa lạ đối với nhiều người. Có người tự hỏi đây là một thương hiệu nào đó, hay số khác cho rằng đó là tên của một vị thần. Nhưng thực tế, Andorra là một quốc gia có chủ quyền nằm giữa lòng châu Âu. Quốc gia này cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc và có quan hệ ngoại giao với khá nhiều nước khác. Như bạn có thể thấy, hình ảnh trên màn hình, quốc gia này có thể khá nhỏ bé nhưng lại tồn tại những điều vô cùng thú vị. Cùng với nền văn hóa và lịch sử độc đáo nhất châu Âu, sau đây là những điểm đặc biệt nhất về Andorra có thể khiến quý vị ngạc nhiên. Một, lịch sử, ngôn ngữ, thể chế chính trị. Đầu tiên, dù ít được biết đến, nhưng thực chất Andorra đã được thành lập từ ngày 8 tháng 9 năm 1278, tức là cách đây hơn 700 năm, tên chính thức là Công quốc Andorra. Đất nước này nằm sâu trong lục địa tại Tây Nam Âu, trên dãy Pyrenees, có biên giới giáp Tây Ban Nha và Pháp. Andorra là quốc gia theo thể chế đồng công quốc duy nhất trên thế giới. Vì sao lại gọi như vậy? Bởi Andorra có đến hai hoàng tử trị vì. Hoàng tử đầu tiên là giám mục vùng Urgel của Tây Ban Nha, John Enric Vives Sicilia. Và vị hoàng tử thứ hai thật bất ngờ là chính là tổng thống Pháp, tức đương kim tổng thống Emmanuel Macron. Andorra là một quốc gia quân chủ lập hiến nghị viện với hệ thống đa đảng. Sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2019, ông Xavier Espot-Zamora của đảng Dân Chủ vì Andorra đã được bầu làm thủ tướng. Tình hình chính trị của Andorra rất ổn định và họ dường như không có mối đe dọa nào đến từ trong hay ngoài nước. Andorra có nhiều công viên tự nhiên rộng lớn và sườn núi bao phủ tuyết do địa hình nằm trên dãy núi cao. Cho đến nay, Andorra là quốc gia duy nhất dùng tiếng Catalan làm ngôn ngữ chính thức. Ngoài ra, người dân nước này còn thông thạo tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. 2. Quân đội Andorra. Andorra có sở hữu quân đội riêng hay không? Thực chất, về vấn đề quốc phòng, Andorra không có quân đội cũng như lực lượng vũ trang riêng. Phòng thủ quân sự của Andorra được bảo hộ dựa trên các hiệp ước đã ký với Tây Ban Nha và Pháp, điển hình là Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác năm 1993. Tuy nhiên, chính phủ và người dân Andorra không phải lo lắng về việc tham chiến hay không an toàn. Theo kết quả khảo sát mới nhất Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học CIES, 57,5%, tức hơn một nửa dân số Andorra sẵn sàng chiến đấu vì đất nước nếu nổ ra xung đột vũ trang với một bên khác. Theo CIES ước tính, tỷ lệ này sẽ là 44.000 dân tham gia chiến đấu, tương đương 1/3 quân số của Tây Ban Nha. 3. Những điều thú vị về Andorra. Andorra không có sân bay. Một trong những sự thật điên rồ nhất về Andorra đó là quốc gia này nằm trong số ít những nước không có sân bay. Do không giáp biển nên việc xuất nhập cảnh chỉ thông qua tuyến đường bộ nối Pháp hoặc Tây Ban Nha. Thông thường du khách sẽ đến sân bay quốc tế ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha và Toulouse của Pháp, sau đó đi xe đến Andorra. Andorra rất khiêm tốn khi nằm trong nhóm 16 quốc gia nhỏ nhất về diện tích và nhỏ thứ 11 theo dân số. Andorra có diện tích chỉ khoảng 465 km², có nghĩa là nhỏ hơn thủ đô London của Vương quốc Anh tới 3,3 lần. Hầu hết các tòa nhà ở đây đều nằm dưới thung lũng vì phần lớn đất đai là núi cao. Nếu đi từ phía Tây đến phía Đông Andorra thì chỉ mất khoảng 50 đến 60 phút vì độ dài đó chỉ là 40 km. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các cung đường ở Andorra vô cùng khúc hiểu do địa hình núi cao. Andorra cực kỳ nhiều núi. Đất nước này nằm ở trung tâm của dãy núi Pyrenees với một loạt các thung lũng trải dài. Nhiều dòng suối từ các thung lũng này đã hợp thành nên dòng sông Valira lớn nhất ở Andorra. Thủ đô của Andorra là Andorra La Vella. Đây cũng là thủ đô cao nhất của châu Âu khi nó nằm ở độ cao 1.023 m. Không có nhiều khoáng sản và hoạt động sản xuất, nhưng Andorra đã được xếp là một trong những nước giàu trên thế giới. Bởi đây là thiên đường của thương mại bán lẻ. Andorra đánh thuế rất thấp hoặc thậm chí có những mặt hàng còn không có thuế. Được xem là thiên đường thuế giữa lòng châu Âu, Andorra trở thành trung tâm thương mại quan trọng của quốc tế và giúp thỏa mãn sở thích mua sắm của hàng triệu người dân mỗi năm. Dân số của Andorra chỉ hơn 77.000 người, do đó quốc gia này là nơi đón nhiều du khách nhất thế giới tính theo đầu người, với hơn 10 triệu khách du lịch mỗi năm. Hầu hết đều đến từ Pháp và Tây Ban Nha. Họ đến Andorra để mua sắm miễn thuế hoặc nghỉ dưỡng. Du lịch chiếm đến 80% GDP của Andorra. Trong 77.000 dân số thì chỉ có 1/3 là mang quốc tịch Andorra, 2/3 còn lại hầu hết là công dân Pháp, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Một điều trớ trêu là quốc kỳ của Andorra, Cộng hòa Czech, Moldova và Romania có phối màu rất giống nhau, với thứ tự ba màu là xanh lam, vàng và đỏ. Cách duy nhất để phân biệt là nhìn vào quốc huy trên mỗi lá cờ đó. Một điểm thú vị nữa là 9% diện tích Andorra được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thung lũng Matriu Petravita, công viên tự nhiên lớn nhất ở Andorra, đã trở thành di sản thế giới của UNESCO vào năm 2004. Công viên chiếm đến 9% diện tích đất nước, được bao phủ bởi các sông băng, núi đá, thung lũng, rừng cây và đồng cỏ xanh tươi.
4. Những sự kiện lịch sử đáng kinh ngạc của Andorra. Dù tồn tại từ lâu, nhưng Andorra dường như đứng ngoài các cuộc chiến tranh. Ngay cả trong đệ nhị thế chiến, Andorra vẫn kiên cường giữ vững vị thế trung lập. Sau khi xâm lược nước Pháp, quân đội Đức đã đặt một tiền đồn ở biên giới giữa Pháp và Andorra. Andorra chưa bao giờ có đồng tiền riêng. Kể từ tháng 6 năm 2011, Andorra đã sử dụng đồng euro. Trước đó, quốc gia này chủ yếu sử dụng đồng peseta của Tây Ban Nha và đồng franc của Pháp. Nghe có vẻ kỳ lạ, mặc dù nằm giữa lòng châu Âu, nhưng Andorra không phải là một phần của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, EFTA, khu vực đồng tiền chung châu Âu và cả Liên minh châu Âu. Andorra hiện đang sử dụng đồng euro, nhưng về mặt kỹ thuật, nước này không thuộc khu vực đồng tiền chung. Andorra gia nhập Liên Hợp Quốc rất muộn. Liên Hợp Quốc được thành lập ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, nhưng Andorra chỉ mới gia nhập vào năm 1993. Quốc gia này đã chần chừ suốt 48 năm vì không muốn vi phạm tính trung lập của mình trong chiến tranh lạnh. Trong cùng năm, Andorra gia nhập Hội đồng châu Âu. Andorra thật sự bảo tồn các di sản kiến trúc rất tốt. Trong những thập kỷ gần đây, Andorra đã xây dựng các công trình hiện đại, nhưng họ vẫn giữ gìn các tòa nhà cổ kính. Hiện Andorra sở hữu một trong những tòa nhà quốc hội lâu đời nhất châu Âu, được xây dựng từ thế kỷ 15. Một sự kiện khá thú vị là vào năm 1934, nhà thám hiểm người Nga Boris Skocireff đã tuyên bố ông có quyền sở hữu đất nước Andorra và thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của Đại hội đồng quốc gia Andorra khi đó. Vào tháng 7 năm 1934, ông Skocireff cùng quyền chiến với giám mục Ergo, một trong hai hoàng tử trị vì của Andorra, như chúng tôi đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, giám mục khi đó đã mạnh tay bắt giữ và trục xuất nhà thám hiểm này khỏi Andorra và cả Tây Ban Nha, chấm dứt một sự kiện hết sức điên rồ trong lịch sử quốc gia. 5. Andorra có rất nhiều điều đáng để ghen tị. Với nền hòa bình kéo dài trong nhiều thập kỷ, Andorra là một trong những nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Trong đó, tuổi thọ trung bình của nam giới là 81 và nữ giới là 83. Có vẻ như hầu hết trong 10 quốc gia có tuổi thọ cao nhất đều là những nước có diện tích nhỏ như Iceland, Monaco, San Marino hay Singapore. Andorra có thể được xem là quê hương của những người hạnh phúc nhất hành tinh. Hệ sinh thái tuyệt vời là một trong những lý do tạo nên điều đó. Không khí ở Andorra rất trong lành, nhờ có nhiều ngọn núi cao bao quanh vùng quốc đề. Ngoài ra, Andorra cũng không có nhiều nhà máy và dân số quá ít, nên họ cũng không cần phải công nghiệp hóa, nên tình trạng ô nhiễm không xảy ra ở đây. Andorra cũng là một trong những nơi an toàn nhất trên trái đất của chúng ta. Người dân địa phương thường nói vui rằng, nếu bạn để quên một món đồ ở trên băng ghế công viên, thì ngày hôm sau bạn quay lại, món đồ vẫn ở đó đợi bạn. Tỷ lệ tội phạm của Andorra thuộc hàng thấp nhất thế giới. Công quốc nhỏ bé này đánh thuế rất thấp đối với thực phẩm và rượu. Thuế thực phẩm chỉ là 1% và thuế rượu là 4,5%, trong khi ở các quốc gia láng giềng, mức thuế cho các mặt hàng này có thể lên đến 20%. Đó là lý do tại sao mà nhiều người Pháp và Tây Ban Nha thường lái xe sang Andorra để tích trữ thịt, cá, đồ thiết yếu và rượu. Spa lớn nhất của châu Âu là ở Andorra. Với 18 tầng được xây dựng, khu phức hợp spa Khania cũng là tòa nhà cao nhất của đất nước. Đây cũng là khu phức hợp spa nước nóng thiên nhiên lớn nhất trên lục địa già. Hơn 400.000 người đến thăm spa Khania mỗi năm. Dù tuyết bao phủ các ngọn núi quanh năm, nhưng mặt trời chiếu sáng hầu hết thời gian ở Andorra. Câu chuyện về quốc gia châu Âu ít người biết Andorra đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tọa độ thế giới. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.